Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tư vấn tình cảm của Khánh Ngọc. Các bạn thân mến, người ta nói rằng phụ nữ đến từ sao Hỏa, còn đàn ông đến từ sao Kim. Bởi vì hầu hết phụ nữ và đàn ông đều tồn tại những cái suy nghĩ khác nhau. Trong nhiều trường hợp, điều mà người phụ nữ muốn diễn đạt bằng một câu là thế này, nhưng người đàn ông sẽ hiểu theo cách khác. Việc giữa hai giới có suy nghĩ dẫn đến cách làm khác nhau, nó nảy sinh sự mâu thuẫn, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Trong video tối ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn về trường hợp mà con gái đang trò chuyện với bạn, nhưng cô ấy bỗng nhắn rằng cô ấy buồn ngủ quá chẳng hạn. Vậy trường hợp con gái luôn lấy lý do là buồn ngủ để kết thúc cuộc trò chuyện là vì lý do gì? Có thực sự là cô ấy buồn ngủ hay không? Mình đã thống kê ra đây 3 thông điệp mà con gái ý muốn nói với bạn trong trường hợp này. Trường hợp thứ nhất, khi con gái nói em buồn ngủ, tức là cô ấy không quan tâm, không thích trò chuyện với bạn. Nó cũng đồng nghĩa với thông điệp của cô ấy là em không thích anh. Các bạn thân mến, nếu một người đàn ông và một người phụ nữ đang trò chuyện, người phụ nữ nói với người đàn ông rằng em muốn đi ngủ, vậy thì có nghĩa là người phụ nữ này thực sự không hứng thú lắm với cái việc tiếp tục nói chuyện với người đàn ông này. Các bạn phải biết rằng là nếu một người phụ nữ muốn trò chuyện với một người đàn ông thì bất kể là buồn ngủ hay là mệt mỏi, cô ấy sẽ cố gắng tỉnh táo và không nói với anh ta rằng cô ấy muốn đi ngủ trước. Phụ nữ thường rất nhiều chuyện để nói với người đàn ông mà họ thích. Họ sẽ chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác để níu kéo người đàn ông nói chuyện với mình. Trừ khi người đàn ông đề nghị dừng cuộc trò chuyện. Nếu không, phụ nữ rất muốn người đàn ông trò chuyện đến khi họ thực sự là không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ thì họ mới thôi. Vì vậy, khi một người phụ nữ đã nói rằng em buồn ngủ và muốn đi ngủ, trong nhiều trường hợp, điều đó thực sự có nghĩa là cô ấy không có hứng thú trò chuyện với bạn nữa. Em không muốn tiếp tục nhắn tin hay nghe điện thoại của anh nữa. Điều đó cho thấy cuộc trò chuyện này không phải của người đàn ông mà người phụ nữ đó đang mong đợi. Trong trường hợp này, nếu đàn ông cứ tiếp tục nhắn tin hay cố tình nói chuyện mà không muốn tắt điện thoại hoặc là bom tin nhắn sẽ khiến người phụ nữ bực bội. Và hậu quả là ngày hôm sau họ sẽ chậm trả lời tin nhắn hoặc là phớt lờ tin nhắn hay là cuộc gọi của đàn ông. Nếu bạn biết rằng cô ấy đang từ chối khéo bạn, thì bạn hãy tế nhị dừng cuộc trò chuyện này lại, chúc cô ấy ngủ ngon và tìm cách tiếp cận khác. Bạn phải nhận ra ngay rằng là bạn chưa đủ thu hút với cô gái đó. Nếu mà bạn cứ tiếp tục bằng cách nhắn tin, gọi điện thường xuyên, thì bạn sẽ thất bại trong việc tán tỉnh họ. Trường hợp thứ hai mà con gái nói buồn ngủ, có thể cô ấy muốn nói rằng cách trò chuyện dẫn dắt câu chuyện của đàn ông quá nhàm chán. Nhàm chán đến mức khiến cô ấy buồn ngủ. Các bạn có thể phát hiện ra thái độ của con gái trong trường hợp này. Ví dụ, đầu tiên cô ấy rất hứng thú, trả lời tin nhắn của bạn rất là nhanh. Nhưng chỉ vài tin nhắn sau đó là cô ấy nói rằng cô ấy buồn ngủ. Trong khi thời gian còn khá sớm, thì có thể cô ấy không thích chủ đề trò chuyện đó. Hoặc là trong câu trả lời của cô ấy luôn có ý hướng sang câu chuyện khác mà không hào hứng trả lời vào trọng tâm của câu hỏi mà bạn hỏi chẳng hạn. Các bạn thân mến, không phải người đàn ông nào cũng biết cách nói chuyện với phụ nữ. Một số đàn ông thậm chí là không biết phải nói gì để cho phụ nữ thích lắng nghe họ. Và họ không bao giờ tìm hiểu xem phụ nữ thích gì, cách nói chuyện như thế nào để thu hút được người phụ nữ. Một số những cái chủ đề trò chuyện của đàn ông với phụ nữ sẽ khiến họ nhàm chán, buồn ngủ và họ sẽ bóng gió nói với bạn qua việc họ nói rằng họ buồn ngủ. Mình không phủ nhận rằng đàn ông nói chuyện đều nhàm chán. Thực tế, có rất nhiều người đàn ông rất biết cách là dẫn dắt câu chuyện của mình khiến người phụ nữ thích. Bí quyết để người phụ nữ cảm thấy hào hứng với cuộc trò chuyện với đàn ông
đó là nói đúng với chủ đề mà họ quan tâm. Bạn phải biết sở thích của cô gái mà mình đang nói chuyện là gì. Cô ấy thích thời trang, phim ảnh hay là du lịch. Ví dụ cô ấy thích du lịch nhưng bạn lại trò chuyện lan man về thể thao thì sẽ bị lệch pha, đúng không ạ? Hoặc là bạn lặp đi lặp lại một cái chủ đề để trò chuyện. Ví dụ tối ngày hôm trước, bạn mở đầu tin nhắn với cô gái là chào em, ăn cơm chưa? Đến tối ngày hôm sau, bạn cũng mở đầu với một cái tin nhắn tương tự như thế, hoặc cũng bằng một câu hỏi theo kiểu phỏng vấn, thì sẽ là cực kỳ nhàm chán đối với người con gái khi mà cô ấy chưa có nhiều ấn tượng với bạn. Các bạn thân mến, ngoài việc đàn ông phải khai thác câu chuyện phù hợp với sở thích của con gái, thì những cái tin nhắn có yếu tố tò mò cũng luôn kích thích phụ nữ. Ví dụ, bạn bắt đầu trò chuyện với cô gái với tin nhắn có nội dung là chào em, anh có một thú vị mang đến cho em đây. Cô gái tò mò sẽ nhắn lại ngay rằng là có chuyện gì thú vị vậy anh? Người đàn ông biết dẫn dắt câu chuyện sẽ không trả lời ngay cái điều bất ngờ hay thú vị đó. Bởi vì lúc này cô gái đang tò mò về cái điều thú vị mà bạn nói. Nên bạn hãy hỏi cô ấy những câu hỏi khác mà bạn muốn. Cô gái chắc chắn sẽ không từ chối trả lời vì cô ấy muốn biết điều thú vị mà bạn mang đến là gì. Ngay cả khi bạn chẳng có điều gì thú vị cả. Và đến cuối cùng cuộc trò chuyện, cô gái sẽ hỏi lại, rốt cục thì điều thú vị mà anh nói ban đầu là gì? Hãy tự tin nhắn lại với cô ấy là, à, thực ra không có gì cả, chỉ là hôm nay anh thấy nhớ em hơn hôm qua mà thôi. Cô gái sẽ không giận bạn mà cảm thấy vui. Cho nên trong trường hợp thứ hai, khi con gái nói buồn ngủ vì chủ đề câu chuyện của bạn quá nhàm chán, thì hãy biết cách để thay đổi cách tiếp cận, thay đổi chủ đề. Và nhớ là chủ đề con gái thích nói chuyện chính là sở thích của cô ấy và khả năng dẫn dắt câu chuyện của bạn. Trường hợp thứ ba mà con gái nhắn với bạn rằng cô ấy buồn ngủ có thể không rơi vào trường hợp thứ nhất và thứ hai. Nó có thể hiểu đơn giản là con gái muốn ngủ và họ hy vọng là bạn gửi cho họ một lời chúc ngủ ngon. Đơn giản chỉ là như vậy. Một số phụ nữ cảm thấy rằng cuộc trò chuyện với một người đàn ông đã kết thúc và cô ấy sẽ chủ động kết thúc cuộc trò chuyện và nói với người đàn ông rằng cô ấy muốn ngủ. Nghĩa là hai người nên nói lời tạm biệt và chúc ngủ ngon với nhau. Đàn ông đừng nói bất kỳ điều gì dài dòng hoặc gửi thêm cho cô ấy một câu hỏi nào đó khi biết là cô ấy thực sự buồn ngủ. Hãy chúc cô ấy ngủ ngon, tạm biệt và hẹn gặp vào ngày hôm sau. Các bạn dễ dàng nhận thấy điều này khi mà cuộc trò chuyện giữa bạn và cô gái đã khá dài và thời gian cũng không còn sớm nữa. Một cái lưu ý quan trọng là khi mà con gái nói với bạn rằng cô ấy muốn đi ngủ thì bạn đừng bao giờ đặt câu hỏi nghi ngờ. Ví dụ như là sao sớm thế mà đã buồn ngủ rồi à? Hoặc là em không muốn nói chuyện với anh nữa đúng không? Tuyệt đối con trai đừng bao giờ hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy. Điều đó gián tiếp cho thấy sự thu hút của bạn đối với cô ấy là không cao. Đồng thời cũng cho thấy bạn thiếu tự tin vào giá trị của bản thân bạn. Các bạn nhé. Các bạn thân mến, trong nhiều trường hợp, những gì người phụ nữ thể hiện không chỉ được hiểu theo nghĩa đen, mà nó bao hàm ý nghĩa khác. Những người đàn ông thông minh luôn biết cách làm cho phụ nữ hài lòng, dù đó chỉ là một tin nhắn hay là một cuộc trò chuyện rất ngắn các bạn ạ. Tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn và cô gái, bạn có thể hoàn toàn hiểu được ý nghĩa trong lời nói của một cô gái để đối phó một cách phù hợp. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì mình khuyên các bạn nam khi trò chuyện với con gái rằng hài hước là cách tốt nhất để giải quyết mọi sự bối rối. Vì vậy, nên giữ thái độ vui vẻ, hài hước trong khi trò chuyện thì các cô gái sẽ luôn thích bạn. Chủ đề tối ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ video của mình. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.